Xin chào mọi người nha. Lâu lắm rồi mà bây giờ mình mới có cơ hội để ngồi tâm sự và chia sẻ với anh chị. Những ngày qua thì Ngọc đi làm gần như là full tuần, cho nên là không có thời gian để mà làm các video clip để cùng trò chuyện với các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì ngày nghỉ. Đúng là ngày hôm nay mình cũng đi delivery các bạn, nhưng mà do là cái tour ngày hôm nay không có, cho nên là Ngọc không được set tài để chạy. Thì tuần này mình chỉ chạy ngày thứ bảy là ngày hôm qua thôi. Hôm nay chủ nhật mình được nghỉ ngơi ở nhà. Thì tuần này xem mình sẽ có một ngày nghỉ là ngày hôm nay các bạn. Nên là mình có thời gian để cùng ngồi trò chuyện và trao đổi với các anh chị và các bạn ha. Thì đầu tiên thì mình xin lỗi các anh chị và các bạn, quay trong cái bối cảnh này cũng không có được đẹp lắm. Mình đang ngồi trong gara và ngồi với xe van của mình. Tại vì ở trong nhà mình có mấy đứa con nó ngồi ở nhà nó coi YouTube rồi nó chơi game nên cũng khá ồn các bạn. Và mình cũng cảm thấy không có tự nhiên khi mà để cùng trò chuyện với các anh chị và các bạn. Trong những ngày qua thì mình nhận khá nhiều những cái tin nhắn inbox của các anh chị và các bạn cũng như là các em nhắn tin cho mình và hỏi thăm một số vấn đề về cuộc sống bên đây. Thì có rất là nhiều câu hỏi các anh chị và các bạn, nhưng có một bạn nữ, bạn cũng rất là lo lắng và cũng bạn inbox cho mình cũng một dòng tin nhắn khá dài. Thì mình thấy đây là tin nhắn khá hay và khá thú vị. Mình nghĩ nó tổng hợp được đa phần những cái lo lắng của mọi người mà khi mà có ý định đi sang một cái vùng đất mới hoặc có thể là chuyển sang một khu vực khác để sống, thì cái đó là vấn đề lo lắng cơ bản. Thì mình xin chia sẻ cái câu hỏi của bạn như thế này ha, để chúng ta cùng nghiên cứu, cùng tìm hiểu, và cũng như các anh chị và các bạn cô chú đã có những các anh chị và các bạn cô chú đã và đang ở Canada cũng coi clip của mình. Nếu các anh chị và cô chú và các bạn đã ở đây thì vui lòng, nếu mà xem cái YouTube này thì các anh chị và cô chú vui lòng comment và để lại cho bạn, cho cái bạn đặt câu hỏi này một cái ý kiến cũng như là những cái góp ý để cho bạn có thể mạnh mẽ cũng như là tự tin hơn trong những quyết định của mình ha. Rồi mình xin đọc tin nhắn của bạn ha. Mình xin giấu tên, mình không nói tên bạn này nha. Thì mình chắc chắn rằng cái clip của mình này bạn sẽ có coi. Thì cũng rất mong sự đóng góp của anh chị và các bạn để giúp cho bạn này đã vững tin hơn trong những cái quyết định tương lai của mình nha các bạn. Anh cho em hỏi một vài vấn đề sau. Tại em cũng tham khảo ý kiến của nhiều người quen đi du học và làm việc ở Vancouver 6 năm. Hiện đã có PR nhưng nghe thấy sợ quá. Không biết đến mức đó không? Anh có thời gian trải nghiệm cuộc sống ở đó, có gì cho em xin ý kiến cá nhân của anh để em cân nhắc thêm. Bạn hỏi 6 mục các bạn. Mục thứ nhất, làm trong hãng xưởng hoặc lao động phổ thông bên đó có nặng nhọc lắm không? Và có bị chủ chèn ép bắt làm ca đêm, làm việc nặng, đồng nghiệp ganh ghét chơi xấu không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có bị kỳ thị không? Bị cả người Việt sống lâu năm hoặc người Việt làm môi trường văn phòng coi thường và không chơi không? Cái thứ ba, mở tiệm kinh doanh cũng bị người Việt chơi xấu, cạnh tranh, hạ giá để lợi nhau không? Cái thứ tư là trường miễn học phí nhưng phải đóng những khoản phí khác như tiền ăn, tiền sách vở, và những khoản phí này có cao lắm không? Cái thứ năm là môi trường học đường có nhiều học sinh sử dụng chất cấm do Canada cho phép sử dụng hay không, như cần sa này kia. Và cái thứ sáu, rất khó thi đậu bằng lái xe và đi freeway, rất dễ bị tai nạn không? Đó là 6 mục ha. Nói chung theo nhận định của người quen là rất khó khăn và dễ bị trầm cảm khi đi định cư ở Canada. Và cái nhận lại không có gì. Anh thấy vậy có đúng không? Cho em xin ý kiến. Đó, thì đây là những cái lo lắng và trăn trở của một bạn nữ đã nhắn tin hỏi cho Ngọc. Và mình có trả lời vui như thế các bạn. Mình trả lời vui cho bạn là lo nhiều quá vậy thì làm sao mà dám mà bước chân tới các bạn ha. Thì Ngọc xin chia sẻ những cái quan điểm của mình nha. Đây là những cái lời nói ra thì dựa trên quan điểm cá nhân của mình. Ngọc ở đây hơn một năm, nói chung là một năm rưỡi, thì cũng theo cái nhận định của mình với giá trị một năm rưỡi ha, chứ không có dám là mình khuyên bảo ai chị và các bạn. Cho nên là các cô chú và các bạn ở đây lâu năm và các cô chú cũng ở đây đã sống hơn 10 năm rồi đó, thì nếu mà coi YouTube này thì các cô chú có thể để lại cái comment và có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm và
kinh nghiệm cuộc sống của mình để cho các bạn nữ này xem để có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định của mình ha anh chị và cô chú. Thì cái mục đầu tiên bạn hỏi là làm trong hãng xưởng hoặc lao động phổ thông, bên đó có nặng nhọc lắm không và có bị chủ chèn ép bắt làm ca đêm, làm việc nặng, đồng nghiệp ganh ghét chơi xấu hay không? Cái việc đi làm hãng xưởng này á, thì Ngọc chưa từng đi bao giờ. Nhưng các anh, các chị thì có người đã đi làm rồi các bạn. Hãng xưởng nặng nhọc thì nó tùy thuộc vào cái hãng mà mình xin vào làm. Ví dụ bây giờ mình xin vào cái hãng chuyên sản xuất gối thì mình bưng bông gòn công thì nó nhẹ các bạn, không có nặng. Hoặc là vô hãng thép thì nó sẽ là nặng thật sự. Cái đó là về nghĩa đen. Còn về nghĩa bóng á, thì nói chung là đi làm lấy tiền là không có gì nhẹ nhàng và đơn giản cả. Kể cả ở Việt Nam nữa các bạn. Các anh chị các bạn thấy các bạn làm công nhân khu chế xuất không? Thì đứng trên dây chuyền người ta làm rất là nặng nhọc và rất là vất vả, tay chân luôn 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 chứ không có được nghỉ ngơi. Thì ở đây cũng vậy các bạn. Điển hình như mình có một ông anh làm ở trong hãng các bạn, thì ảnh chia sẻ rằng làm như một con robot. Làm như con robot và làm tới mức mà cái tay của anh mòn luôn các bạn. Anh hay đứa vui là anh đếm tiền mòn tay, mà thật ra không phải, anh đi làm á, ảnh bị mòn luôn cả dấu vân tay. Còn làm ca đêm thì nó tùy thuộc các bạn, tùy thuộc vào tính chất của cái hãng xưởng mình xin vô làm. Ví dụ như là anh đó đi, thì ảnh làm hãng thì có 12 tiếng ca ngày. Xong rồi 12 tiếng ca đêm thì họ sẽ luân chuyển, họ đảo xây tua với nhau các bạn, cho nên là tùy vào cái công ty mà mình xin vào hãng xưởng thì nó sẽ có cái quy định về giờ giấc làm việc và các ca thay đổi với nhau các bạn. Đó, cho nên là cũng không có phải nhất thiết là bị ép hay gì cả. Thì cái đó là theo quy luật, theo quy định của bên hãng công ty mà mình xin vào làm. Còn bị chủ chèn ép hay không, hoặc đồng nghiệp chơi xấu hay không, thì cái này thì tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Mình thì cũng không dám nói là ai xấu ai tốt. Nói chung là xấu tốt thì ở Canada vẫn có, người Tây có, người Tàu có, người Việt đều có các bạn. Thì nói chung là mình hay nói đùa với nhau là do cách ăn ở. Ăn ở ha. Nếu mà mình may mắn thì mình gặp toàn chủ tốt, còn nếu mình không may mắn thì vẫn có thể gặp những trường hợp này các bạn. Ông anh mình đi làm vẫn có bị trường hợp đó các bạn. Vẫn có bị quản lý của mình hơi có gì đó chút đỉnh và bị đồng nghiệp làm lâu năm ở đó có những cái biểu hiện hơi không tế nhị một chút xíu. Thì nó vẫn có nha các bạn. Ở đâu trên thế giới này nó luôn luôn tồn tại hai mặt nha các bạn. Nên là không có cái chỗ nào mà tất cả mọi thứ theo mong muốn của mình. Con người mỗi người một cảm xúc. Cho nên là đó là cái điều đương nhiên và không tránh khỏi. Nó quan trọng là phụ thuộc vào bản thân của mình có kiềm chế được hay không, mà mình kiểm soát được cái đó hay không các bạn. Cái thứ hai là có bị kỳ thị không? Cả người Việt sống lâu năm hoặc người Việt làm môi trường văn phòng coi thường không? Kỳ thị các bạn thì mình nghĩ rằng nha, bản thân ở đâu nó cũng có, kể cả người Việt và người Việt người ta cũng có mình hay gọi là gato hay là ghen ăn tức ở hay là cái này cái kia. Kể cả bản thân mình đang ở Việt Nam, ví dụ như là một số người đang ở Việt Nam mà còn gato chính cả người Việt mình sống tại cùng địa phương nữa, huống chi qua đây từ một cái quốc gia này tới một cái dân tộc này qua một cái dân tộc khác thì điều đương nhiên sẽ có. Nhưng bản thân của mình sang đây hơn 1.5 năm rồi thì mình cảm thấy là mình chưa bị cái chuyện đó các bạn. Thì có thể là các anh chị và các bạn nào đã từng bị thì có thể chia sẻ trên đây và có thể là đóng góp thêm để cách khắc phục như thế nào đó. Nhưng mình nghĩ là tất cả mọi thứ nó phụ thuộc vào cái bản thân của mình thôi các bạn ha. Mình đừng có làm cái điều khiến người ta không thích. Ví dụ như là gây ồn ào, có thể là gây ồn ào hoặc có thể là có những cái biểu hiện nó mất lịch sự ở nơi công cộng chẳng hạn, thì có thể rằng người ta nhìn mình với ánh mắt kỳ thị. Cái đó là cái điều chúng ta cần phải cố gắng và tập tành mỗi ngày để thay đổi, chúng ta phải hoàn thiện và chúng ta có thể là hòa nhập ha. Chúng ta hòa nhập vào cái thế giới của họ, hiện tại chúng ta đang sống thế giới của họ thì chúng ta cố gắng hòa nhập vào thế giới của họ ha. Còn cái chuyện mà mình nói vui đùa rằng một số bạn bè mình ở Việt Nam bước qua đây, người ta bảo ở đây có một số người, nói chung nói thẳng ra là một số công dân đầu tiên ở Canada này, một số công dân đầu tiên thì
thì đa phần người ta hơi hơi e ngại cho đó, thì mình hay buồn, mình nói là mình bản thân mình đi qua quốc gia của người ta không né tránh mình thì thôi, mắc gì mà mình phải đi né tránh người ta, đúng không các bạn? Thì đó bản cái đó được gọi là kỳ thị ha. Còn cái ý thứ hai đó là làm việc văn phòng có coi thường mình hay không. Mình thấy đa phần ở đây á là không có ai khe về cái công việc của mình làm cái gì cả. Ví dụ như bản thân mình đi rửa chén, Ngọc đi rửa chén thì mình bước ra đường mình nói mình đi rửa chén chứ đâu có gì đâu đúng không các bạn? Nghĩa là bước ra đường tất cả mọi thứ sòng phẳng như nhau các bạn, chứ không có phải là nhìn người lem luốc này kia ghê gớm, người người ta không có chơi hoặc cái gì đâu các bạn. Ở đây tất cả mọi thứ bình đẳng, đa phần như vậy các bạn, công việc nào cũng tốt, công việc nào nó cũng đáng quý các bạn, chứ không có phải nhất thiết là phải làm văn phòng rồi cái này cái kia người ta chê các bạn. Ở đây người ta nhìn nhận về cái vấn đề cái công việc của nhau nó rất là cởi mở các bạn. Một anh hút cống các bạn, một anh hút cống tới nhà một cái người mà anh một cái anh làm nhân viên văn phòng ở một công ty tập đoàn lớn, xịt đồ thơm thơm tho siêu xe rồi người ta vẫn tôn trọng bình thường nha các bạn. Tại vì sao? Không có cái anh hút cống đó thì ai mà vệ sinh chăm sóc cái căn nhà cho cái anh mà làm việc văn phòng kia các bạn. Đây là người ta rất rất là công bằng và sòng phẳng trong mọi thứ các bạn ha. Nên là bạn cứ yên tâm cái chuyện đó, mình làm gì cũng được miễn là những cái công việc đó không có phạm pháp ha, không có phạm pháp. Nói chung là nó mang cái tính chất là mình bán sức lao động mình để kiếm tiền, tự mình nuôi sống mình, không có xin xỏ người khác, cũng không có làm việc gì trái lương tâm và đạo lý của mình là được ha các bạn. Nếu mở tiệm kinh doanh cũng bị người Việt chơi xấu, cạnh tranh hạ giá để lợi nhau. À, cái này thì hơi căng ha các bạn. Mình nghĩ rằng suy nghĩ hơi đi quá lố, tại vì không có ai mà ví dụ bây giờ để hạ bệ một người khác mà tự mình đầu tiên mình tự mình bóp cổ mình trước các bạn, không có đâu ha. Kinh doanh ở đây kinh doanh thì đa phần là cạnh tranh nhau về chất lượng dịch vụ cũng như sản phẩm. Ví dụ về nhà hàng chẳng hạn thì bây giờ muốn cạnh tranh nhau, ví dụ như thằng kia nó bán tiệm phở ngon thì không thể nào mà ở đây mình bán không ngon mà mình hạ tô phở, hạ giá tô phở chứ người ta không ăn đâu các bạn. Cho nên là ở đây cạnh tranh mình thấy đa phần là nó tương đối đỡ hơn nhiều ha các bạn ha, cũng khá ổn ha. Bằng năng lực, cạnh tranh nhau bằng năng lực ha, bằng nguồn vốn ha. Thằng nào mạnh về vốn, thằng nào mạnh về năng lực và về kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt thì nó sẽ thắng nha anh chị và các bạn. Cho nên là không có cái chuyện mà người Việt chơi xấu nhau các bạn, không có vụ mà giống như là ném mắm tôm hay là có thể là cho giang hồ quậy bò đồ phía trước rồi để cho khách sợ không ăn đâu nha các bạn. Không có chuyện đó ha. Mình chưa thấy trường hợp đó. Còn nếu anh chị và các bạn nào đã từng ở đây lâu năm có thể những trường hợp đó thì có thể comment và chia sẻ để chúng ta cùng 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 tránh những cái chuyện đó. Rồi kế tiếp là trường miễn học phí nhưng phải đóng các khoản phí như là tiền ăn, tiền sách vở và những khoản này có cao hay không? Lấy trường hợp như là con của mình hiện tại giờ đứa 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 lớn thì đang chuẩn bị qua tháng 9 này là vô lớp lớp 5. Thằng nhỏ là vô lớp 1. Còn thì mình chưa thấy tốn cái khoản phí nào các bạn. Thứ nhất là tiền sách vở. Sách vở thì nói chung là sách vở nè, rồi ăn uống, tại vì ăn uống ở đây thì sách vở thì tại trường nó có và dụng cụ học tập thì mình phải mua ngay ngày đầu tụ trường các bạn, ba lô, bút viết vẽ dạ quang tất cả các kiểu các bạn mình phải mua nha các bạn. Những cái đó thì không có nhiều tiền ha, không có nhiều tiền cả. Còn về vấn đề ăn uống thì có ăn uống con mình phải tự lo, nhà trường không lo chuyện đó. Riêng cái trường chỗ học con mình học thì nhà trường không lo cái chuyện đó, mình phải lo ăn sáng tại nhà, mình mang đồ cơm trưa vô cho con mình ăn cơm trưa tại trường, xong rồi chiều đón về mình cho nó ăn. Nhà trường sẽ không có trách nhiệm lo được đồ ăn uống cho con mình ha. Còn những cái trường các thành phố khác, ví dụ như một số tỉnh bang khác thì mình không nắm, nhưng mà riêng tỉnh Saskatchewan, Regina này con mình đó, thì mình sẽ không có tốn các khoản phí nào cho vấn đề mà đóng tiền ăn uống gì cả tại trường ha, tại vì trường nó không có nhận ăn uống các bạn. Còn ví dụ như là thi thoảng lâu lâu nó còn một cái số cái chương trình linh tinh lang tang gì đó để cho các bé vui chơi hoặc là làm cái một số cái event gì đó nhỏ nhỏ thì người ta cần cho con mình đóng góp 1 đô 2 đô thôi các bạn, nhưng mà thi thoảng thôi chứ không có nhiều ha, cho nên là cái vấn đề đó là không đáng lo ngại. Thế nên là mình thấy nó nhẹ nhàng, con cái học hành mình thấy thoải mái lắm các bạn ha. Nên đó là cái vấn đề tại sao lý do mình có mặt tại Canada này. Rồi nó tiếp tục cái vấn đề đó thì con mình nó chưa học high school cho nên là mình cũng không có nắm, khi nào nó high school nữa thì mình sẽ chia sẻ cái vấn đề kia. Thì có thể là clip sau mình có thể là tham khảo các anh chị có con đang học high school thì xem có phát sinh chi phí gì hay không. Nhưng mà hiện tại con mình đang học chưa phải là high school cho nên là
không có phát sinh chi phí gì quá lo lắng. Nó rất là nhẹ nhàng ha. Rồi, môi trường học đường có nhiều học sinh sử dụng chất cấm do Canada cho phép sử dụng hay không? Cái này là phải nói tới vấn đề high school nha các bạn. High school là từ lớp 9 tới lớp 12 thì cái này là có chứ không phải không có đâu. Nhưng mà quan trọng là chúng ta dạy dỗ con mình như thế nào ha, mình chia sẻ những quan điểm của mình cho nó nghe để biết và nó tránh ha. Giống như học sinh cấp 3 Việt Nam thôi các bạn. Nó cũng hút thuốc nè, rồi nó cũng nhậu nhẹt nè, rồi nó cũng ăn chơi đàn đúng nè, nó cũng đua xe lạng lách đánh võng, y như nhau, tuổi teen nó đâu phát triển đều như nhau các bạn, cái tâm lý phát triển của con nít. Cái thời mới lớn thì mình ngày xưa cũng vậy thôi, quan trọng là cái bản thân mình được sự giáo dưỡng của cha mẹ như thế nào, mình dạy nó như thế nào và mình thẩm thấu vô người nó như thế nào thì lúc đó là nó biết được, nó kiểm soát được cái nào nên hay không nên nhé các bạn. Chứ còn ở đây là cấm hoàn toàn là không được. Mình sẽ dạy cho nó biết được cái nào đúng cái nào sai để tự nó tránh thôi các bạn, chứ còn vấn đề mà mình cấm cản nó khi bước ra đường là khó lòng ha. Còn và thứ hai nữa là cái vụ này thì nó còn tùy thuộc vào cái môi trường ở cái trường con mình học. Thì ở đâu cũng vậy, nó sẽ có những cái trường được đánh giá tốt, những cái trường được đánh giá không tốt. Nó tùy thuộc vào cái khu dân trí từng khu ha. Thì lúc đó thì mình khi sang đây thì mình sẽ biết ha. Bây giờ Ngọc nói thì mọi người cũng không có nắm được, nhưng mà khi mà sang đây rồi thì mình mới biết được cái trường nào nó tốt nhất, tốt nhì, tốt ba, tư thì các bạn sẽ tự đánh giá và biết được ha. Thì lúc đó mình có hướng như thế nào để cho con mình học ở những cái môi trường tốt nhất. Cái nữa là rất khó thi đậu bằng lái xe và đi freeway, rất dễ bị tai nạn. Cái này là cái vấn đề mà ai cũng lo lắng ha. Tại vì bên đây là đi xe ô tô á thì nó vấn đề rất là quan trọng, nó là những cái chân của mình, nó không có coi như là mình không làm gì được các bạn. Thì thật sự bạn nói là bạn lo lắng là đúng, tại vì nếu mà bạn ở Vancouver hoặc Toronto thì thi nó khá là khó. Thì nó tới mấy đợt thi lận. Còn riêng ở Regina Saskatchewan này thì mình chỉ thi hai bằng thôi, bằng lý thuyết và bằng thực hành. Thì đối với tỉnh Saskatchewan mình chỉ chia sẻ tỉnh Saskatchewan thôi, mình không dám chia sẻ những tỉnh bang khác tại vì mình không phải sống ở đó và mình cũng không có rành, nên là mình nói là sẽ bị sai. Có thể là cái thông tin mình nói tại tỉnh này cũng chưa chắc đúng 100% ha, nó chỉ là thông tin cho các bạn tìm hiểu và tham khảo thôi. Thì ở đây thì thi lý thuyết nó khá đơn giản, mình thấy rất là đơn giản và rất là dễ đậu. Cho nên là mình nghĩ rằng ai cũng có thể làm được cái chuyện đó, là nó là cái bằng số 7, learner số 7. Sau khi mà lấy bằng số 7 xong thì nếu chúng ta có kinh nghiệm trên 2 năm thì chúng ta có thể thi trực tiếp, kế tiếp luôn là cái bằng số 5 là bằng ROTET. Thì đối với tỉnh bang này của mình á, thì thi ROTET thì không có chạy highway, chỉ chạy trong thành phố và các cái khu dân cư thôi các bạn, để cho mình biết, để cái giám khảo biết rằng cái kiểu chạy xe của mình chạy có đúng luật hay không, quẹo trái quẹo phải có đúng hay không, xen lan có đúng hay không, vậy thôi các bạn. Tại vì bản thân tỉnh Saskatchewan này nó có những cái đường vành đai và những cái đường mà Louis Trail chạy tốc độ 101 thôi các bạn, nó không giống như trên Toronto mà nó có những cái đường cao tốc 401, 407 gì đó các bạn, nó khá nhiều. Ở trên đó thì có thi mà chạy ra cao tốc đó, mình cũng đã từng trên đó thì cái đường nó cũng khá là khó chạy và cũng khá khó nhằn, cũng nhiều người thi 3-4 lần. Thì nói dễ thì không dễ, mà nói khó thì cũng không phải là khó nha các bạn. Nói chung là chúng ta phải để ý thì nó sẽ mau chóng vượt qua cái chuyện đó. Thì mình khuyên các anh chị và các bạn khi mà xem bên đây thì khoan từ từ hãy lấy bằng lái. Tại vì mình phải chạy một thời gian để mình có kinh nghiệm xử lý tình huống, rồi đi đúng luật và đi đúng cách theo cái cách mà người dân địa phương ở đây người ta đi. Thì từ đó sau đó chúng ta có kinh nghiệm lái xe rồi chúng ta mới đăng ký để thi thực hành ha. Để thi thực hành thì lúc đó chúng ta sẽ giảm bớt cái chi phí tổn hao ha. Giống như anh Tiến nói là mỗi lần thi rớt là mất một thùng bia các bạn, thì cũng hơi tiếc ha. Cho nên là cứ từ từ, không có gì gấp. Tại vì khi mà chúng ta thi lần đầu rớt, tới lần thứ hai rớt thì cái bằng chúng ta vẫn là full bình thường, nhưng mà tới lần thứ ba rớt nữa thì bằng chúng ta sẽ có giới hạn. Nên là chúng ta phải cân nhắc cái chuyện mà thi nhiều lần. Bản thân mình ở đây lái xe ở Việt Nam hơn 10 năm, nhưng mà sang bên đây mình phải thi tới lần thứ hai mới đậu, và cũng đa phần các anh chị ở đây đều thi lần thứ hai mới đậu không các bạn. Cho nên là nó cũng không phải là dễ. Thì nói chung là văn hóa giao thông ở bên đây họ đi rất là rõ ràng, không có chen lấn. Đây là văn hóa nhường nhịn, cho nên là mình đi quen, mình cảm thấy rất là thích và mình cảm thấy rất là dễ dàng. Còn nếu
mà với cái văn hóa chạy lâu năm ở Việt Nam của mình á, thì mình sang bên đây thì nó hơi bỡ ngỡ và hơi ngỡ ngàng trong vấn đề lái xe ngoài đường, thì từ đó nó dẫn tới vấn đề nó bị gặp nguy hiểm ha, nó gặp nguy hiểm thôi. Tại vì ví dụ như là 10 người chạy trên đường thì 10 người đó ngầm hiểu luật chạy giống nhau, nhưng mà có một người không hiểu luật á, thì cứ chạy theo quán tính, theo cách của họ ở một cái nơi khác tới, thì có thể dẫn đến nguy hiểm cho mình và cho người khác. Đó nó sẽ ảnh hưởng ngay, cho nên là chúng ta phải cần thuê người tập hoặc là thuê giáo viên chuyên nghiệp, người ta sẽ tập, người ta sẽ hướng dẫn cho mình. Thì lúc đó chúng ta sẽ cần vài ba buổi thì chúng ta có thể làm quen được thôi, rất đơn giản ha, cho nên là không có gì phải lo lắng. À, không có gì phải lo lắng cả. Cho nên là với những cái chia sẻ đó của mình thì Ngọc mong nhận đóng góp thêm từ các anh chị và cô chú sống lâu năm ở đây để có những cái ý kiến để chúng ta cùng phân tích và có thể giúp cho một cái bạn nữ này giải tỏa được cái tâm lý lo lắng ha. Chứ riêng về bản thân của mình thì mình thấy cuộc sống ở đây thì mình thấy nó khá là êm đềm, nó nhẹ nhàng và mình thấy nó dễ thở hơn rất nhiều so với ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình thì mình là một sale Mercedes-Benz, mình làm ở Mercedes-Benz 5 6 năm trong nghề ô tô, 10 năm các bạn, thì mình toàn là ăn trắng mặc trơn, không có làm gì việc nặng nhọc, cũng chưa từng vô bếp nữa các bạn. Ở nhà mình cũng không có nấu bếp, nấu nước này, nhưng mà xi sang bên đây thì mình phải tập làm quen những cái điều đó và mình phải trải qua những cái ngày đầu tiên và mình cảm thấy lòng mình quặn thắt do những cái việc mình làm, những cái việc đó mình, tại sao mình làm những cái việc như thế này mà ngày xưa mình như thế này bây giờ mình thế này. Nhưng mà từ từ rồi mọi thứ nó sẽ qua các bạn, từ từ rồi nó sẽ qua, ai cũng như ai hết đấy các bạn, rồi nó sẽ qua cả. Và bây giờ là mình cảm thấy rất là thoải mái và mình rất là vui vẻ cho cuộc sống bên đây. Chỉ có một điều mình hơi buồn xíu là ba mẹ mình còn bên kia thôi, nhưng nếu ba mẹ và em út mình qua bên đây hết nữa thì cái cuộc đời mình nó mãn nguyện các bạn, vậy thôi. Chứ còn ở bên đây thì mình thấy cuộc sống rất đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như là bây giờ để đi làm, ví dụ như là mình đi làm suốt ngày như vậy thì mình vẫn có thể đủ đủ chi phí cho vấn đề ăn ở, lo lắng cho gia đình. Cái này là mình đã có nhà nha các bạn, mình đã có nhà, mình không trả cho chi phí đó thì mình lo được nha các bạn. Cho nên còn những cái clip trước mình nói là một người đi làm á, là không có thể cover hết được cái chi phí đâu, trong đó bao gồm có tiền nhà. Tại bây giờ cái phí thuê nhà ở đây rất là đắt, đắt lắm các bạn. Từ lúc mình qua tới giờ không, là ví dụ một cái căn nhà mình ở không, bây giờ nó lên 200-300 đô rồi các bạn. Bạn thấy là cái chi phí nó đội lên kinh khủng không? Cho nên là bây giờ mà cái mức lương nó vẫn như vậy nha, chứ nó không có lên nha. Mà mình đang ngóng xem là tháng 10 tới là tỉnh Saskatchewan mình nó nâng cái mức lương cơ bản lên là 13 đồng hiện tại, thay vì 10 10 đồng mấy là mình quên rồi, nhưng mà lên 13 đồng thì mình đang chờ xem như thế nào. Nhưng mà thực tế hiện tại bây giờ cái mức sống hiện tại nó cũng lên khá cao rồi. Cho nên là một người đi làm sẽ khó khăn trong vấn đề chi tiêu cuộc sống nha. Nên là các anh chị và các bạn cân nhắc, cân đo đong đếm này mọi cái thứ chi phí để chúng ta có được cái cuộc sống mà nó êm đềm hơn khi mà quyết định dấn thân sang một cái vùng đất mới. Đó là những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay.